Tiệm đóng cửa rồi nè. Bạn thấy không? Bởi vì do dịch rồi nhiều thứ khó khăn xảy ra. Nhưng mà có một bí quyết, có thể tiệm đóng cửa mà vẫn có thể cho mình vẫn tiếp tục bán lẻ được. Bạn biết bí quyết gì không? Đó là câu chuyện của 2021. Sau dịch Covid-19, mình không coi khách hàng là vua. Customer is no longer king, mà customer là brother and sister. Bởi vì nếu mà mình treat customer like brother and sister thì mình sẽ có cơ hội vẫn tiếp tục nói chuyện với khách hàng được trong lúc khách hàng đang giận dữ, đang buồn phiền giống như mình. Đó là sự khác biệt giữa king và brother and sister, đúng không các bạn? Bởi vì king, mình chỉ đi tìm tới khách hàng khi mình cần cái gì đó. Mà bây giờ trong lúc dịch thì nếu mình tìm tới thì thật sự gây lại phản cảm rất là nhiều. Nhưng nếu mình đã treat khách hàng mình như brother and sister thì trong lúc này mình vẫn tìm được tới khách hàng. Thì như vậy cái mối quan hệ nó vẫn có thể tiếp tục được và có thể lan lỏi, vẫn tiếp tục sale được nhé. Chúc các bạn nhiều thành công.